Có nên mua căn hộ năm 2024? Chuyên gia phân tích chi tiết. Chào các bạn. Căn hộ, một trong những lựa chọn phổ biến nhất cho các nhà đầu tư bất động sản. Nhưng liệu năm 2024 có phải là thời điểm vàng để xuống tiền mua căn hộ hay không? Trong video này, tôi sẽ giúp bạn phân tích chi tiết và cung cấp góc nhìn toàn cảnh về thị trường căn hộ trong năm tới. Năm 2024, thị trường căn hộ đang đối diện nhiều thách thức, nhưng cũng tiềm ẩn những cơ hội đầu tư lớn. Các yếu tố như lãi suất vay mua nhà tăng cao và tình trạng dư cung ở một số khu vực đang làm nhiều nhà đầu tư do dự. Tuy nhiên, ở các khu vực trọng điểm như Tiền Phong, Hồ Chí Minh và Hà Nội, nhu cầu nhà ở vẫn cao, đặc biệt là ở các phân khúc căn hộ giá trung bình và cao cấp. Khi mua căn hộ năm 2024, bạn cần cân nhắc nhiều yếu tố. Đầu tiên là tình hình lãi suất, liệu bạn có thể tận dụng được các gói vay ưu đãi không? Thứ hai là vị trí của căn hộ, các dự án gần trung tâm, khu vực hạ tầng phát triển, dễ dàng di chuyển vẫn là những lựa chọn tốt. Cuối cùng, đừng quên xem xét uy tín của chủ đầu tư và pháp lý của dự án để đảm bảo an toàn. Năm 2024, những căn hộ gần các khu công nghệ cao, khu đô thị mới và khu vực phát triển mạnh về hạ tầng vẫn là những cơ hội đáng đầu tư. Tuy nhiên, bạn cũng phải đối diện với thách thức từ việc quản lý giá trị tài sản. Thị trường có thể biến động mạnh, do đó cần phải đầu tư dài hạn và nắm vững thông tin thị trường để đưa ra quyết định sáng suốt. Tóm lại, năm 2024 có thể là thời điểm tốt để mua căn hộ, nếu bạn biết chọn đúng dự án, đúng thời điểm và đúng chiến lược. Nếu bạn là người mới bắt đầu, hãy tìm hiểu kỹ lưỡng, đừng vội vàng đưa ra quyết định khi chưa có đủ thông tin. Chúc các bạn có những lựa chọn đầu tư thành công!